Xuân Hợp xin mến chào tới toàn thể anh em và các bạn đang theo dõi kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Video này mình xin chia sẻ lên cho anh em và các bạn một cái cách kiểm tra thủ công với những chiếc bình ắc quy như này của anh em và các bạn ngay tại nhà, để cho anh em và các bạn ta cùng nhau tham khảo và ta cùng nhau áp dụng. Thì với những chiếc bình ắc quy như này của anh em và các bạn ta đang sử dụng, chẳng hạn như là của xe máy hay là của anh em và các bạn ta đang sử dụng thiết bị thắp sáng trong gia đình, thì anh em và các bạn ta chưa biết cái cách kiểm tra thủ công như thế nào để xem cái bình ắc quy của mình có còn dùng tốt hay là không. Thì với những anh em thợ thì người ta sẽ có cái thiết bị kiểm tra bình hoặc là những cái đồng hồ hoặc bóng thử để kiểm tra xem là bình ắc quy có còn tốt hay không. Thì video này mình sẽ có một cái cách kiểm tra thủ công để cho anh em và các bạn ta áp dụng. Thì đây là một chiếc bình không còn sử dụng được nữa, và mình sẽ dùng đồng hồ mình thử cho anh em và các bạn ta xem. Đấy, khi một cái bình không còn dùng được nữa thì điện áp nó chỉ còn là 5V đến 7V và bóng thử rất chi là tối. Thì những chiếc bình như này thì anh em và các bạn ta có sạc điện thì nó cũng không vào và anh em và các bạn ta không sử dụng được. Còn chiếc bình này là đang sử dụng tốt thì điện áp của nó là 12V và bóng thử rất chi là sáng. Thì đây mới là cái cách kiểm tra của anh em thợ mình. Còn nếu khi anh em và các bạn ta kiểm tra bình ắc quy tại nhà thì anh em và các bạn ta hãy dùng ngay cái cọc sạc của anh em và các bạn ta để ta kiểm tra. Đấy. Khi anh em và các bạn ta kiểm tra thì anh em và các bạn ta cắm một cực bất kỳ âm hoặc dương vào trước. Sau đó anh cực còn lại thì anh em và các bạn ta để ý, anh em và các bạn ta cắm vào kết nối thì nó không có một cái hiện tượng gì cả. Đây, anh em và ta hãy lưu ý với những chiếc bình hỏng như thế này thì anh em và các bạn ta kết nối sạc vào là nó sẽ không có cái hiện tượng gì hết. Và những chiếc bình này thì anh em có sạc thì nó cũng sẽ không vào điện và anh em và các bạn ta không dùng được. Đấy, còn với những chiếc bình mà còn đang dùng tốt như này thì anh em và các bạn ta cắm một cực bất kỳ âm dương, và sau đó anh em và các bạn ta cắm cực còn lại thì nó sẽ té lửa như này, và té lửa rất mạnh luôn. Và như này thì những chiếc bình này thì còn đang sử dụng rất chi là tốt. Đấy, anh em và bạn lưu ý nhé. Nếu bình sử dụng còn tốt thì anh em và các bạn ta cắm cái cực âm hoặc dương trước, thì cực còn lại thì anh em và các bạn ta khi kết nối thì nó sẽ té lửa ra rất mạnh. Thì đồng nghĩa với cái việc là những chiếc bình đó thì còn đang sử dụng rất chi là tốt. Còn với những chiếc bình mà khi anh em và các bạn ta cắm sạc vào mà nó không có cái dấu hiệu té lửa thì với chiếc bình đó là đã bị hư hỏng, và anh em và các bạn ta hãy thay thế sang bình mới. Vâng, như vậy là video vừa rồi mình cũng đã chia sẻ lên cho anh em và các bạn một cách kiểm tra thủ công những chiếc bình ắc quy của anh em ngay tại nhà. Anh em và các bạn xem video của mình mà thấy hay và hữu ích thì nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ cho mình để ta theo dõi những video mới trong kênh. Xuân Hợp xin chúc anh em và các bạn ta thành công.